Xin chào mọi người. Sorry mọi người hôm qua nha. Hôm qua vướng độ không từ chối được. Thành ra là về xỉn quá trời, mở mắt không nổi. Thông cảm nha mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Văn Xuân, bạn Đinh Thuận Phan, hai bạn hết tháng ở viên giúp YouTube đăng ký lại ủng hộ Ác. Cảm ơn Nguyễn Văn Xuân, Đinh Thuận Phan. Cảm ơn các bạn. Tiên võ đế tôn cũng là chân mệnh đế tiên 906. Thiên khiển thật đáng chết, cái gì cũng không làm được. Nếu như không có phần cô tịch kia thì cảnh đẹp tối đêm nay nhất định sẽ rất mê hồn. Nhật nguyệt đang luân chuyển, trong lúc lặng yên đã đến ngày trăng tròn. Trong một tháng này, bóng người không ngừng xuất hiện tại Ngọc Nữ Phong. Đệ tử trưởng lão đều có, đều muốn nhìn một chút Tiểu Linh Nhi đã đến lên chưa. Lần này tiểu nữ hài đã bình thường hơn rất nhiều, vẫn là bộ dáng 2-3 tuổi, nhưng đạo ẩn cùng khí tức lại càng trở nên bất phàm hơn. Muốn nói thằng chịu khó chạy nhất vẫn là Hồng Nhị đống thịt kia. Hắn luôn muốn lắc lư Diệp Đào để hai tiểu bé con kết thông gia từ bé. Đối với chuyện này, Diệp Đào đều sẽ lấy nghi thức đặc thù chiêu đãi Hồng Nhị. Người đứng tiến vào đều sẽ làm người nằm mà trở về. Nhưng Hùng Nhị thực sự không cần mặt mũi à, mà nghị lực lại cực kỳ kiên định, vừa đi vừa về, lần lượt bị đánh. Sau khi bị đánh vẫn tiếp tục thò đầu tới, làm cho Diệp Hào đều không còn chút hứng thú nào để xuống tay. Một ngày mới lại đến, sắc trời còn chưa sáng tỏ, liền nghe âm thanh pháo trúc vang vọng khắp Hoàng Nhật Tông, rất là thanh thúy, rất là vang dội. Dưới chân núi Ngọc Nữ Phong, Diệp Đế Hào xách ra một băng ghế nhỏ liền ngồi ở đó, còn vẽ lên một chân bắt chéo, nắm lấy đống hạt dưa rắc rắc gặm rất có tiết tấu. Tới tới tới, giữ vững đội hình, từng bước một đi tới. Nếu không thì thế nào nói là hảo huynh đệ? Nhóm người tới đầu tiên vẫn là Tạ Vân bọn hắn, mỗi người khiêng một cái bao tải. Cách từ thật xa cũng còn có thể ngửi được hương vị hợp hoan tán. Đặc sản của đại sở, màu sắc và hương vị có thể nói là đầy đủ. Mỗi khi gặp đại sự đều sẽ sắp tới làm lễ vật. Thế nào, có đủ phân lượng hay không? Tạ Vân vu tóc. Đủ. Diệp Đào ý tứ sâu xa nói ra, nhìn xem túi hợp hoan tán tê rần kia, thật có mẹ nó vui mừng. Làm cha, ngươi phải cao hứng một chút chứ. Tư Đồ Nam vỗ nhẹ Diệp Hào, một cái dậm chân đầy xoái khí tiến vào Ngọc Nữ Phong. Không đủ thì ta vẫn còn ở nhà đó. Tạ Vân cũng vỗ nhẹ Diệp Hào. Ngược lại là Hồng Nhị lúc đi vào còn muốn cùng Diệp Hào tâm sự việc hôn nhân, là bị Diệp Hào một bàn tay dán chặt lên tường, toàn bộ một cái bánh thịt, ai đến đều sẽ đi ngó ngó hắn một chút. Sau đó chính là hậu bối cũng chỉnh chỉnh tề tề một loạt. Cầm đầu chính là Cung Tiểu Thiên, đồ đệ bảo bối của Hồng Nhị. Phía Vũ, đồ đệ của Tạ Vân. Vương Bưu, đồ đệ của Hắc Đằng. Ba người đều cõng theo giỏ trúc, hoặc là nói ai đến cũng đều cõng giỏ trúc một bao rồi tiếp một bao, tất cả đều là hợp hoàn tán. Đừng nói gì cả, ai dám bít bít một câu ta đạp chết hắn. Diệp Hào thốt lên chỉ một câu liền vùi đầu tiếp tục gặm hạt dưa. Sợ đám thỏ con này mở miệng anh sẽ gì không được mà đánh người, thực sự là hướng tới chết mà đánh. Anh thực sự đã quá nén giận. Hậu bối cũng là biết điều, tính tình của Diệp Hào bọn hắn rất rõ ràng, cũng không dám nói nhiều thêm một lời nào. Nếu không, Hồng Nhiệt đang dán ở trên tường kia chính là một tấm gương trần trụi. Nếu Dịch Nhất Phong bọn hắn cùng tới vẫn hoàn toàn đứng đắn như trước đây, tối thiểu thì phần tiền mừng này cũng không phải là hợp hoan tán. Hằng Nhạc chính là tâm tính này, hoặc là người đứng đắn hay quá mức đứng đắn, và có những người không đứng đắn cũng như quá mức không đứng đắn liền phân hóa thành hai phe một cách rất rõ rệt. Trong nhà còn có hàng tồn hay không? Nếu không có cứ tùy tiện cầm về đi. Diệp Hào chỉ phía dưới núi, toàn bao tải là bao tải, còn nếu không thì toàn sọt là sọt, thuần một nước tất cả đều là hợp hoàn tán. Diệp sư đệ chớ nói đùa,
Liễu Dịch lắc đầu cười một tiếng, cùng Nhiếp Phong đám người sẵn vai, nhấc chân tiến vào Ngọc Nữ Phong. Nhóm đại bối cũng tới, từng người dung khoan đầy mặt, buông xuống một phần tiền mừng, liền đi thẳng vào Sơn Phong, tranh cướp ôm lấy tiểu nữ hài, mới một ngày không gặp mà vô cùng nhớ. Ngoài núi, các tân khách cũng đều đến, đều đã đến từ tứ phương, tụ dưới chân núi, đang nghịt ép một mảng, người đến đông nghìn nghịt. Thế lực của đại sở có hàng ngàn vạn, mỗi một nhà đều nhận được thiệp mời, còn có rất nhiều tản tu, thiệp mời chính là mỗi người một tấm. Nhưng mà đi, đó là từng tổ đội, thí dụ như Ngô Tam Pháo, Khai Ất cùng Ngưu Thập Tam, thí dụ như Vô Nhai cùng Cổ Thanh Thông, thí dụ như Liệt Đại Chư Vương, thí dụ như Hậu Vệ Hoàng Giả, hoặc là ba người một tổ, hoặc là năm người một đội. Chớ nhìn bọn họ dạng chó hình người, mà kỳ thực hơn 90% đều không mang theo tiền, chỉ chạy đến ăn uống chùa. Các vị đạo hữu xin mời vào bên trong. Trưởng lão canh giữ ở Sơn Môn vội vàng tiến lên nghênh đón, đều cười ha hả. Đến nà, nói cho ta biết đến cùng là nhà nào sinh bé con. Ngô Tam Pháo mang đầy vẻ trộm cướp, giữ chặt trưởng lão Hằng Nhạc. Ký tên trên thiệp mời rất rõ ràng, lão đạo nói ra. Còn ký tên cái rắm, lần trước là tiểu mập mập kia ký tên cũng là Diệp Thái Hầu. Thái ất mắng, nói thật đi, bé con nhà nào? Chuyện đó chỉ là việc ngoài ý muốn. Trưởng lão Hằng Nhạc vuốt vuốt chòm râu, lời này chính là thật, hàng thật giá thật là thật đó. Ta không thành nhận thiệp mời, chỉ nhận người. Ngô Thập Tam đẩy trưởng lão ra, nhanh chân bước vào, còn trâu bò ầm ầm. Còn muốn lừa gạt ta sao? Hơ, không có cửa đâu. Đám người bay vọt lao vào. Đợi cho đến khi tới dưới chân Ngọc Đứa Phong, mới thấy Diệp Thái Hào, Tạ Vân bọn hắn cũng đều có tại đó. Mỗi người một cái ghế đẩu, chỉnh chỉnh tề tề sắp thành hai hàng, bắt chéo hai chân, chỉ chờ nhận tiền thôi mà. Đám người đến chúc mừng, liếc mắt nhìn nhau, nhìn Diệp Thái Hào lại ngửa mặt nhìn Ngọc Nước Phong. Khắp núi đều là treo đèn lồng đỏ chót, nhìn lên liền biết có việc mừng, hơn nữa còn là đại hỷ sự. Thật đúng là bé con của hắn sao? Cô Thanh Thông kinh ngạc hét lên. Không phải chứ, ở đâu ra bé con chứ, là ai sinh bé con cho hắn? Vô Nhai vặn vẹo bàn tay, hắn còn có vợ khác nữa sao? Lã Phu bấm ngón tay tính toán, cái suy đoán này rất đáng tin cậy. Lần này có chút xấu hổ rồi đó. Ngô Tam Pháo vò đầu bứt tai. Hơn 90% người ở đây có đều lần lượt vò đầu bứt tai, đều không tin là Diệp Thái Hào có bé con nên đều không mang theo tiền. Chuẩn xác hơn mà nói, toàn thân trên dưới ngoại trừ lớp y phục này cái gì cũng đều không có, chính là chạy tới ăn uống chùa. Thất thần làm gì chứ, đi vào uống rượu đi. Diệp Thái Hào đi tới là túm lại đẩy, rất là nhiệt tình. Không mang theo tiền, có để ta đi vào được không? Thái Ất ho khan một tiếng. Cái gì mà có tiền hay không có tiền chứ, bây giờ nói đến tiền tổn thương tình cảm lắm đó. Diệp Thái Hào cười ha hả, đem mọi người để đi vào. Ta liền thích ngươi câu nói này, nói đến tiền tổn thương tình cảm chúng ta. Vô Nhai nhếch miệng cười một tiếng, nhấc chân tiến vào Ngọc Đức Phong. Những thằng không mang theo tiền đều nhớ kỹ cho ta, ngày khác ta muốn đi nhà hắn. Diệp Thái Hào xách ra một chồng vỡ nhỏ, Tạ Vân bọn hắn trong tay mỗi người để có một cuốn. Thật vậy, câu nói này vừa mới nói đang miệng, người mới tiến vào Ngọc Đức Phong cũng đều gài số lui ra tới, khóe miệng co giật dữ dội. Xem đi, nào có chuyện tốt như vậy đâu chứ, không mang theo tiền còn để bọn hắn ăn uống chùa được sao? Đừng làm rộn, đây chính là Diệp Thái Hào đó. Đều ghi lại đi, không được sót một thằng nào. Diệp Thái Hào vẫn còn đang dặn dò. Cái này không được đâu, người ta sẽ nói Hằng Nhạc chúng ta hẹp hòi đó. Vợ ta mặc kệ, không mang theo tiền, ta liền muốn đi nhà bọn hắn, không cho ta tiền, ta liền cướp không được thì ta trộm. Người đó nhà, nói nhẫn nhau một chút đi, đừng để người khác nghe thấy. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, nhào nhào nói lên. Không người nào thay đổi ánh mắt, làm ra vẻ hạ giọng nói nhỏ, nhưng người khác lại vẫn cứ nghe thấy rõ mồn một. Khóe miệng đám người đến chúc mừng đã run rẩy co giật, vừa đi vừa về hơn 10 lần. Còn không cho bọn ta nghe thấy mấy người các ngươi trò chuyện hoang mang rôn rã như thế, bọn ta có thể không nghe thấy được sao? Bằng không cứ nói thẳng cho bọn ta nghe, không phải là tốt hơn sao?
đã nói xong là nói đến tiền sẽ tổn thương tới tình cảm. Người đó nhà là chuẩn bị sổ sách thu sau là sao? Xem ra còn chuẩn bị là một vố lớn đúng không? Hậu vệ hoàng giả nhìn mà muốn phì cười. Thật đúng là đánh giá thấp tâm tính của Diệp Đại Hào. Thói quen này của hắn thật đúng là tổ truyền. Hả? Cũng còn đứng nơi này làm gì chứ? Đi vào uống rượu à? Diệp Đại Hào làm ra vẻ kinh ngạc. Tuyệt đối là kỹ năng diễn xuất đẳng cấp vua màn ảnh. Đông đảo Lã Do Hỏa đều lời lẽ khuyên nhủ vuốt tròn râu, trên dưới quét nhìn Diệp Đại Hào, nhìn đi nhìn lại, đều ghi lại tất cả bọn ta. Bọn ta còn dám đi vào nữa sao? Đám người kia một câu cũng không nói ra. Tập thể di chuyển thân hình từ đại môn tiến vào, cũng đều từ đại môn thụt lùi đi ra ngoài. Đi đâu vậy chứ? Đương nhiên là ai về nhà nấy. Người đến cũng không có trâu gì mà dùng, nhưng tiền mừng cũng phải đưa đến, còn phải là một đống lớn. Có thể nhìn thấy từng gương mặt kia đều đen như than cốc. Diệp Đào thì vui tươi hớn hở, không mang theo tiền, còn muốn ăn uống chùa, nghĩ hay lắm đó. Không mang theo tiền đều trở về mà cầm đến đi. Về phần những người mang theo tiền đều đã ngồi ở đỉnh Sơn Phong, bây giờ đến để hưởng thụ mà không còn quan tâm đến tiền. Muốn nói Ngọc Đức Phong giờ phút này bầu không khí quá thực có chút quái dị. Từng bàn rượu đều có người ngồi nhưng lại không ai uống rượu, đều nhìn chăm chăm về một phương, nhìn Sở Đinh Nhi cùng Tiểu Linh. Sở Đinh chuyển thế cũng tìm được rồi sao? Người đến chúc mừng biểu lộ đều rất kỳ quái. Lần trước đến đây có gặp nàng đâu? Hài tử đều lớn như vậy, chuyện xảy ra lúc nào chứ? Lã phu chưa hề nhìn lầm, bé con kia là cảnh giới không minh. Khắp núi đều tràn ngập không khí sợ hãi quái dị. Đã từng gặp qua kẻ biến thái nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào biến thái như vậy. Cảnh giới không minh 3 tuổi để nhân tình làm sao chịu nổi. Đám lão già này xấu hổ đến khóe miệng co giật. Sự thực đã chứng minh Diệp Đào cái gia đình này tất cả đều là yêu nghiệt. Người đến chúc mừng càng lúc càng nhiều, mà không ít đều có đôi có cặp, như Hoa Vân cùng Giao Khê, như Chu Ngạo cùng Nguyệt Trì Huân, như Lý Tinh Hồn và Tử Yên, như Lăng Tiêu cùng Tiêu Tương, như Trần Vân Vân cùng Thi Nguyệt, như Ly Chương cùng Đông Phương Ngọc Yên. Diệp Đào tuân thủ chặt chẽ quy tắc, mang theo tiền không ngăn lại. Những thằng không mang theo tiền thì nơi nào mát mẻ lanh qua bên đó ngồi đợi đi. Thậm chí Sơn Môn cũng chưa kịp đi vào, nghe xong là bé con của Diệp Đào đều quay xe chạy về nhà cầm theo tiền đến. Có truyền tống đại trận, một lần vừa đi vừa về cũng không mất bao lâu. Ý tứ rất rõ ràng, tiền chính là giấy thông hành, có tiền thì đi lên uống rượu, không có tiền liền xéo về đi. Chúng ta làm như thế có phải là có chút không chính thống hay không? Thoát đằng ho khan, chuyện này nếu truyền ra ngoài có thể bị chửi hay không chứ? Diệp Đào bọn người không nói gì, chỉ tập thể nghiêng đầu nhìn Hoắc Đằng. Bị chửi sao? Tại Hằng Nhạc mở miệng chửi, đầu óc nước vào rồi sao? Đúng không? Bọn ta đều đã sớm không cần tới mặt mũi còn quan tâm đến điều này nữa hay sao? Mấy người đang nói chuyện thì lại có người đến, cũng phải là một người mà chính là một đám. 9 người đi đầu đều giống nhau như đúc, chính là 9 đạo thân của Diệp Đại Hào, còn dẫn theo gia quyến nhà mình, không phải là nổ. Bọn hắn 9 thằng đều đã là ông nội rồi. Lão đại, 9 đạo thân Lệ Nóng Doanh Trọng lúc Diệp Đại Hào trở về, bọn hắn đang bế quan. Lần này là lần đầu tiên nghe được, nghe nói Diệp Đại Hào làm cha, ngay lập tức liền chạy đến. Khóc lóc vô ích, lấy tiền ra đi. Diệp Đại Hào chửi một câu, nhà nhà tiêu tiểu mập mạp lại có thêm thịt rồi đó, thế nào mà không bớt đi tí nào thế? Nghe nói người đó nhà cũng làm cha rồi đó sao? Thật là không tệ đó nha. Hồng Tiểu Nhị, Tiểu Gia Hỏa, con của ngươi tên là gì thế? Ngươi đùa bỡn chúng ta đúng không? Diệp Đào chửi đúng một câu, 9 đạo thân đều không thèm nhìn thẳng, kéo đông kéo tây, dù sao thì cũng không nói đến chuyện tiền nong. Bọn hắn đều là đạo thân của Diệp Đại Hào nên cũng có phẩm chất tốt của Diệp Đại Hào. Một giây trước còn hô hào tuôn nước mắt, giây sau lại bình thường như người không có chuyện gì. Diệp Đại Hào sắc mặt biến đen, có 9 đạo thân bảo bối như thế, thực có mẹ nó cao hứng đến tay chân đều ngứa ngáy.
Côn Luân Thần Nữ đến, Chư Thiên Kiếm Thần đến, Hoàng Giả của Đại Sở đến, Chính Đại Thần Tướng đến. Theo tiếng hô to liên tiếp của trưởng lão trước sơn môn, toàn bộ người của Hằng Nhạc đều bật đứng dậy, nhóm cự kình cá thế đã đến. Đội hình đó khiến những người đến chúc mừng đều tặc lưỡi không thôi, nếu không thì thế nào nói là Diệp Hào, cự kình bực này đều mời tới. Ngó ngó một chút ta, đây mới là tiệc đầy tháng đúng nghĩa đó. Tạ Vân giang hai tay ra, thở dài không ngừng, cho đầy đủ mặt mũi a. Ta thế nào liền quên mời đám này chứ. Hồng Nhị một cái mặt hối hận, nhóm cự kình cái thế đều có tiền, mà là thực sự rất nhiều tiền đó.